Phì đại tiền liệt tuyến khi nào lên mổ? Rất nhiều bác gọi điện cho tôi hỏi rằng bác bị phì đại tiền liệt tuyến và tuổi đã cao và đang là bị rất nhiều bệnh, uống rất nhiều thuốc và bác rất sợ phẫu thuật. Thì hôm nay tôi xin trả lời các bác là phì đại tiền liệt tuyến khi nào cần phẫu thuật? Phì đại tiền liệt tuyến chỉ phẫu thuật khi mà bác điều trị bằng thuốc không đạt hiệu quả, có những biến chứng nguy hiểm thì cần phải tiến hành phẫu thuật. Các trường hợp cụ thể như sau. Thứ nhất là tình trạng rối loạn tiểu tiện, nó gây bất tiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, đi tiểu đêm quá nhiều gây mất ngủ và suy nhược cơ thể. Thứ hai là nhiễm khuẩn tuyến tiền liệt kéo dài và nó hay tái phát đi phát lại nhiều lần. Thứ ba là có quá nhiều sỏi ở trong bàng quang hoặc viên sỏi quá to hay là có túi thừa ở bàng quang. Thứ tư là có biến chứng ảnh hưởng đến chức năng của thận như là viêm cầu thận, viêm ống thận hay là dẫn đến suy thận. Thứ năm là kích thước tiền liệt tuyến quá to, nó gây chèn ép và gây bí tiểu thường xuyên hay là cái lượng tồn dư nước tiểu trong bàng quang trên 100 ml. Thứ sáu là tình trạng ung thư tiền liệt tuyến thì cần phải tiến hành phẫu thuật. Và các bác nhớ là sau khi phẫu thuật các bác cần uống thuốc để ngăn ngừa tiền liệt tuyến tái phát các bác nhé.